Xin chào các bạn, mình tên là Quang Minh Chí, hiện tại mình đang là sinh viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là thành phố Hồ Chí Minh. Mình mới nhận được visa đây ngày hôm nay luôn. Thì cái cảm giác được nhận visa thì rất là không còn gì để tả nữa. Giống như là cảm xúc nó dâng trào nên không còn gì để nói nữa. Không có gì để tả nổi cảm giác mình khi mà nhận được visa. Cái người mà chia sẻ cái cảm nhận đầu tiên của mình đó là ba với mẹ mình. Thì ba mẹ mình là người đứng đợi từ cái lúc mà mình vô lãnh sự cho tới lúc mà mình nhận được cái tờ giấy thẻ xanh của tổng lãnh sự quán. Tới lúc mình đi ra ngoài lãnh sự, ba mẹ mình là người rồi luôn sát cánh bên mình. Nói chung là cảm ơn ba mẹ đã sát cánh cùng con để con thực hiện được cái giấc mơ Mỹ đã mấy năm nay rồi mới thực hiện được cái ước mơ này. Mình có visa rồi thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn sau này sẽ đi phỏng vấn xin visa, là cái thứ nhất là các bạn hãy tự tin lên, cứ xem đây như là một cuộc nói chuyện bình thường đi, cứ không có gì phải gáp được cho bản thân mình cả. Cái thứ hai là những gì mà các bạn học ở Tân Đại Dương 90% là các lãnh sự sẽ hỏi những câu hỏi đó, cho nên là những bạn nào mà có muốn ước mơ đi du học Mỹ là lâu rồi thì hãy đến với Tân Đại Dương. Thì mình không nói là 100%, nhưng mà từ 90-95% là giấc mơ đó sẽ được Tân Đại Dương giúp cho các bạn thành sự thật. Và các bạn hãy tỏ tin tưởng của vô Tân Đại Dương, hay và hãy đặt là 100%. Qua Mỹ mình sẽ học trường Houston Community College với chuyên ngành là cơ khí. Trường Houston Community College có hơn 40 năm kinh nghiệm. Học 2 năm ở trường sẽ dễ dàng chuyển tiếp lên những trường đại học danh tiếng ở trong bang Houston. Cơ khí của HCC là một trong 5 chuyên ngành mà thế mạnh của trường, và người thân của mình thì cũng ở bang Houston, cho nên là mình chọn bang Houston cho việc mình đi học ở bang Houston. Thì HCC thì cũng có một mức học phí là tương đối rẻ và cũng phù hợp, có giá cả phù hợp với lại gia đình mình, cho nên là mình quyết định là apply ra trường HCC. Mình biết được trường này thì nhờ người thân của mình giới thiệu ở bên Houston. Thì mình về mình kiếm trên internet website của Study in USA thì mình thấy được cả hai trang web đều có cái giới thiệu về trường HCC, cho nên là mình quyết định là đang apply cho trường HCC. Mình thấy quá trình hồ sơ ở Tân Đại Dương thì rất là lẹ, mình không ngờ là lẹ tới nỗi như vậy. Thực sự là thời xưa mình có đi thi hỏi ở các công ty khác thì công ty nói ít nhất là cũng phải 1 năm, 1.5 năm, nhưng mà khi tới với Tân Đại Dương thì mình rất là bất ngờ luôn. Thì cái thời gian làm thì chưa tới 3 tháng, có như ví dụ như hồ sơ của mình thì chưa tới 4 tháng nữa. Tới 4 tháng chỉ hơi lâu là đợi cái E20 thôi, cho nên là phải thật sự nói là làm ở công ty Tân Đại Dương là phải nói là trên trăm tiền quân. Đầu tiên thì mình được học với là anh Khôi. Thì anh Khôi thì chỉ cho mình những cái cách trả lời từ A tới Z, rồi những cách câu hỏi lời như thế nào cho gọi là thuyết phục tòa lãnh sự. Mình học với anh Khôi 6 ngày. Thì tới ngày cuối cùng sắp đi phỏng vấn thì mình được học với anh Bảo Anh. Phải nói là anh Bảo Anh phải nói là vừa đẹp trai, vừa lãng tử, vừa nói chuyện, nói con trai mộng mơ như được nói với con gái. Mà học xong cái anh Bảo Anh, cả cái cảm giác của mình giống như là muốn đi phỏng vấn liền ngay ngày sau đó, mặc dù cái bữa đó là ngày thứ bảy. Nhưng mà học xong cái anh Bảo Anh thì cả cái lửa, cái con lửa trong người mình muốn như giống như là nồng cháy, nó bật lửa lên để mình đi phỏng vấn. Mình muốn đặt cái trường hợp ngược lại khi mà nói chuyện với CEO vậy. Thì nói chung là các anh chị của Tân Đại Dương thì giống như là một gia đình vậy. Cho nên mình nói các bạn là những ước mơ nào mà muốn được, các bạn nào mà có muốn ước mơ đi học Mỹ hoặc là những qua những hoặc các nước khác thì hãy đến với Tân Đại Dương, mà có đó là trên cả tuyệt vời. Và công ty Tân Đại Dương sẽ ngày càng phát triển, không những trong nước mà ngày càng toàn thế giới nữa. Chúc các bạn sau này sẽ đậu visa, mà không phải là 90 hay là phải là 100% là đậu visa. Chào các bạn.